Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 2 của olm.vn. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các con nhóm chữ cái C, L, phát âm cl. Để phát âm được âm này, các con ghép hai âm đã học k, l. Ta được cl. Các con cùng luyện tập theo cô nhé. K, l, cl, k, l, cl. Tốt lắm! Chúng ta cùng khám phá các từ vựng mới ngay thôi nào. Khung hình đầu tiên là một cửa hàng thời trang với rất nhiều quần áo, giày dép và túi xách. Cô đố các con biết loại túi này được gọi là gì? Chính xác! Các con nhắc lại theo cô nào. Clutch. Clutch. Trong bức hình tiếp theo, có một bạn nhỏ đang chơi trò siêu nhân đấy. Các con có biết bạn nhỏ mặc gì để đóng giả siêu nhân không? À đúng rồi, bạn ấy đang khoác một chiếc áo choàng rất đẹp. Các con nhắc lại theo cô nhé. Cloak. Cloak. Để ghi nhớ hai từ vựng vừa học, các con hãy trả lời câu hỏi sau. Các con đã rất nhớ bài đấy. Tiếp theo, chúng ta đến với một đồng cỏ bao la. Cô giới thiệu với các con một loại cỏ. Người ta tin rằng loại cỏ này sẽ mang đến nhiều may mắn đấy. Các con cùng đọc to tên của loại cỏ này nào. Clover. Clover. Trong khung hình tiếp theo, các con thấy gì? À, khung cảnh này rất quen thuộc với các con đúng không? Các bạn học sinh đang chuẩn bị tới trường đấy. Các con gọi các bạn cùng lớp là Classmates. Classmates. Các con đã nhớ được hai từ vựng vừa học chưa? Hãy cùng thử sức nào. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Chúng ta hãy cùng ôn lại 4 từ vựng trong bài ngày hôm nay nhé. Clutch. Cloak. Clover. Classmates. Clutch. Cloak. Clover. Classmates. Sau phần ôn tập vừa rồi, các con đã sẵn sàng làm một bài tập ngắn chưa? Chúng ta cùng vượt qua câu hỏi sau nhé. Các con đã làm rất tốt. Trong khung hình này, các con thấy gì? What can you see? À, con có thể thấy một cái ví cầm tay. Con nói I can see a clutch. Các con cùng nhắc lại nhé. What can you see? I can see a clutch. Bên cạnh cái ví cầm tay, các con còn thấy gì nữa? À, con có thể thấy một chiếc cỏ 4 lá. Con nói I can see a clover. Các con cùng luyện tập lại nào. What can you see? I can see a clover. Các con đã nhớ được các mẫu câu để hỏi và trả lời về những thứ có thể nhìn thấy chưa? Hãy cùng củng cố kiến thức bằng câu hỏi sau nhé. Các con đã làm rất tốt. Trước khi kết thúc bài học, chúng ta hãy cùng hát một bài hát nào. Các con đã sẵn sàng chưa? Hey friends, let's learn clutch, clover, cloak, classmates. What can you see? I can see a clutch. What can you see? I can see a clover. What can you see? I can see a cloak. What can you see? I can see my classmates. Good job! Let's do one more time. Clutch, clover, cloak, classmates.
What can you see? I can see a clutch. What can you see? I can see a clover. What can you see? I can see a clock. What can you see? I can see my classmates. Well done! See you next time! Bye! Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.